回来落头半天，太累半天，开心片刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖从来都不倦，全力去做你被完全，人未出发好每一天。Tôi không khách sáo nha. Mọi người có nghe hay không? Chiên đến nỗi ngoài giòn trong mềm, nhiều nước lắm. Được rồi, ở Bát Thiên Công, ăn xong sườn heo này còn một món là phải ăn nữa đó nha. Cảm ơn. Đó chính là kem trà xanh tự chế biến ở đây đó. Mùi trà xanh rất đậm đà và rất là thơm. Giờ đúng trung hòa lại nỗi ngán của sườn heo lúc nãy. Đúng không nào? Đúng vậy, không sai chút nào. Phải rồi, cũng hết thời gian rồi. Lần sau dẫn mọi người đi ăn đồ ăn ngon lắm. Bye bye. Dừng lại. Cảm ơn baby. Thì ra hai người có kịch bản hả? Quay những lời bình ăn uống đâu cần phải có kịch bản trước chứ. Nhưng tại sao anh lại biết David sẽ nói cái gì vậy? Không lẽ hai người đã tới mức thần giao cách cảm rồi sao? Thì những gì baby nói đâu có khó đoán lắm đâu. Ăn đồ chiên thì đương nhiên sẽ nói là ngoài giòn trong mềm rồi, có nhiều nước nữa. Ăn heo thì nói là có mùi heo. Ăn kem trà xanh thì đương nhiên là có mùi trà xanh rồi. Còn phải đoán sao? Bà chủ, làm ơn tính tiền đi. Sao tôi còn có thể thu tiền cô được chứ? Tôi đâu phải là gì muốn ăn miễn phí mà quay phim khen đồ ăn của cô đâu. Cũng phải đồ ăn của cô ngon mới được chứ. Nè, sườn heo của cô quả thật là chưa đến nỗi ngoài giòn trong mềm mà. Cảm ơn nhiều. Nhưng mà tôi có chút ý kiến cho cô nha. Bộ chiên đó có thể thêm chút gia vị không? Cảm ơn chút ý kiến của cô. Chúng tôi sẽ thử xem sao. Chắc cũng đủ rồi. Nếu có dư khỏi thôi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Nè, baby à, chúng ta đâu phải dạng miễn phí xem không? Ở trong đoạn phim nói là bột chiên hơi nhạt đi. Em cảm thấy mỗi nhà hàng đều đáng có cơ hội lần thứ hai. Lần trước á, em có nói với bà chủ á, là bột chiên có thể bớt lại một chút. Lần này họ thật sự làm được đó. Nhà hàng này có thành ý như vậy. Giữ nghe ý kiến của khách hàng để cải tiến. Đối với em mà nói còn tốt hơn ăn bữa cơm miễn phí. Vậy cũng đúng. Nhà hàng này thật sự đẹp thiệt nha. Nhà hàng này hiện là hot nhất đó nha. Còn mới đạt được một sao của Mễ Tinh Liên. Vậy xem ra sản phẩm của nhà hàng này cũng có được tiêu chuẩn tương đối đó. Cá canh cây tươi. Cảm ơn. Nè, nhà hàng này nổi tiếng là món cá canh cây đó. Dùng phương pháp kiểu Pháp để nấu. Ăn đi. Chà, sao mà khó ăn vậy? Nhưng mà đám trẻ này lại nói là ăn rất ngon. Nếu mình nói là không ngon thì cho là mình không hiểu biết. Wow, hồi nãy mình nói quá như vậy, bây giờ lại nói là không ngon, nghĩa là tự tát vào miệng mình rồi. Trước đây thường xuyên bị mọi người nói là không có phong cách. Nếu mình nói là không ngon thì lại bị họ nói mình nữa. Sao nhìn mặt mọi người như vậy chứ? Chắc cũng cảm thấy là khó ăn rồi. Không đâu, địch bất động, ta bất động. À, xin lỗi, tới rồi. Hey, mọi người có phải không vậy? Không đợi chú tới đã ăn rồi còn sao? Còn chấp nhận là xin lỗi của chú trễ như vậy. Ăn đi, cái này ăn là đi. Cái gì hả? Ăn đi, cá canh cây đó. Đói bụng quá. Nè, nó kỳ kỳ đó, mọi người không thấy hả? Kỳ? Cái gì kỳ? Đương nhiên là vị của nó kỳ rồi, không giống như vị bình thường mà chú ăn qua. Bình thường chúng ta có khi nào ăn Mễ Tinh Liên đâu chứ? Phải đúng vậy đó, nấu theo kiểu Pháp mà sao mình biết được chứ? Bếp mở rộng mà lại nấu thức ăn chung hả? Chú qua đó coi thử nha. Chà, thật sự là người nước ngoài đó. À, xin chào anh. Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh? Ê, biết nói tiếng Quảng kìa. Sư phụ à, anh nấu cá canh cây á, không cần phải làm chảo nóng trước sao? Nếu như nóng quá sẽ phá hoại vị ban đầu và giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Anh đừng có giỡn nữa. Anh nấu cá canh cây mà anh không xào qua nguyên liệu thì làm sao mà thơm được chứ? Anh không biết nấu thì đừng có nấu. Anh nói gì vậy? Cái gì mà không biết nấu chứ? Chú, em chú ơi, em đừng có ở đây phá phách mà. Thì đó, chỗ ngồi đi. Là nhà hàng một sao của Mễ Tinh Liên. Ngồi về đi. Nè, sư phụ, anh đang nấu cá canh cây đó. Anh chỉ bỏ bột cây, sao anh không bỏ hoa tiêu ớt khô vào vậy? Cái này là bột cây phân tử, đã có sẵn vị cây vốn có của cá canh cây.
Nếu như anh không biết thì làm ơn đừng có đưa ra phê bình. Xin lỗi nha. Phải. Sư phụ à, tôi thực sự không biết, nhưng mà tôi chỉ biết phân biệt ngon hay là không ngon thôi. Cái thứ mà anh đang nấu cá canh cây phân tử gì đó thật sự rất là khó ăn. Mọi người nói có phải không vậy? Phải, trời ơi, nửa đây là ngon mà. Đừng đừng mà anh ơi. Nè, nghe thấy rồi chứ? Mọi người nói phải kìa. Tinh túy nấu cá canh cây chính là mùi thơm của hoa tiêu đó, anh có biết không? Cách nấu này xem như là rác rưởi vậy. Tôi cũng không biết sao ông chủ lại tuyển anh vô làm nữa. Tôi chính là ông chủ ở đây. Anh làm ơn đừng có ở đây làm ảnh hưởng tới khách hàng của tôi nữa. À, nhà hàng này của anh là một sao, lại thu tiền mắc tới như vậy. Anh lại cho rác rưởi cho chúng tôi ăn ha. Anh làm chủ làm sao vậy? Anh làm bậy quá mà. Chú tôi tên là Hùng Thụ Nhân. Nếu đã bỏ tiền vào đây để ăn đồ á, thì tôi có quyền phê bình anh ta mà. Cá canh cây mà anh ta nấu đó chính là rác rưởi đó. Rác rưởi. Đoạn phim của chú đó, hai ngày liên tiếp là top 3 nhiều lượt xem nhất đó. Đúng vậy, hai ngày mà có được 6 con số, thực sự lợi hại mà. Thật sự nhiều người xem tới vậy sao? Đúng vậy đó ông chú à, còn lợi hại hơn nói lời xưa của ông chú nữa đó. Còn có người khác đoạn ông chú chửi rác rưởi làm tổng hợp nữa kia kìa. Nhà hàng này có nhiều người bị trúng đạn rồi đó. Nhưng người ta thấy người nước ngoài làm bếp lại đạt được mễ tinh liên, cho dù thật sự khó ăn cũng không dám lên tiếng. Cho nên cư dân mạng khen ông chú dám nói đó, trút giận giùm cho họ. Cho nên mới nói á, hôm đó sao tự nhiên mọi người lại kéo chú lại, không cho chú chửi tiếp, chú chửi người nước ngoài giả đó. Vậy thì cư dân mạng bị áp lực cuộc sống quá, lại không có chỗ trút giận, thấy chú chửi sứ mệnh như vậy nên thêm một chân vào nữa. Nói gì thì nói, gần đây con thấy được một lời bình của cư dân mạng. Ông là nhà ăn uống gan dại nhất, còn mong ông ra đoạn phim nữa đó ông chú ạ. Thật vậy hả? Dạ. Gì chứ, nhà ăn uống bây giờ có lợi ích rồi mới đi quay những nhà hàng đó, đâu có giống như chú chửi người ta như vậy. Nhưng mà nhìn thấy chú chửi cũng sướng miệng vậy. Nếu mà vậy thì chú phải đi kiếm thêm nhiều nhà hàng nữa, chửi từng nhà hàng mới được. Em chửi như vậy á, không sợ đắc tội với người ta? Con nghĩ cũng không cần phải sợ đâu. Ông ngoại à, thời đại bây giờ phải giữ mới có được tiếng nói đó ông ngoại à. Nói không chừng chú sẽ trở thành nhà ăn uống nổi tiếng nhất, nóng bỏng nhất luôn đó nha. Vậy chú cũng sẽ giống như baby vậy đó. Chú à, nếu chú quay phim nữa sẽ kiếm nhà hàng gì đây? Dạo gần đây con thấy trên diễn đàn á, thấy được một nhà hàng mì đánh thai đó, cũng nổi dữ lắm. Chuyên bán mang về, còn nói là nguyên vật liệu là tiểu mạch hữu cơ nữa, chuyên đánh vào thức ăn sức khỏe. Wow, lời bình của cư dân mạng cực đoan thiệt ha. Có cư dân mạng nói là chú tới đó thử ăn, còn nói chú là trí giả lực tẩy áo mới của quốc dương nữa đó. Được, chú quyết định tới đó. Thật vậy hả? Đúng. Baby, anh xin lỗi nha, anh không giúp được em rồi. Anh cũng phải đi quay nữa. Không sao đâu mà, lúc trước cũng là em tự quay thôi, không sao đâu. Mở máy được đi. Được rồi. Đang quay rồi đó. Hoan nghênh mọi người đến với chương trình thực phẩm của Hùng Thụ Nhân. Để tôn trọng thức ăn thì trước tiên tôi sẽ lấy nước lọc để súc miệng. Không ngờ khi chú nghiêm túc nhìn cũng chuyên nghiệp lắm. Cô không thấy nó hơi giả tạo một chút sao chứ? Phải. Thấy. Xin chào mọi người, hôm nay Cao Bích Phi sẽ thử ăn món mì đánh tay mang về cho mọi người. Tôi ăn đây. Cảm giác của mình này rất đặc biệt đó. Thật ra mấy người nói là có cảm giác. Cảm giác đó thật ra là bỏ vô trong miệng. Miệng đều có cảm giác mà. Có phải là dư thừa không? Mì có hai loại thôi. Loại thứ nhất là ăn ngon, còn loại thứ hai là không ngon. Còn cái loại này là rác rưởi đó. Wow. Mới đầu mà tuyệt như vậy rồi. Nè, nó không sợ đắc tội với người ta hả? Tôi biết có nhiều nhà ăn uống không muốn đắc tội với người khác thì không dám nói ra sự thật. Nhưng Hùng Thụ Nhân tôi chuyên nói sự thật thôi. Tô mì đánh tay này á, vừa to lại vừa cứng. Còn nữa, nó ngắn ngủn vậy nè. Mì đánh tay hả? Rác rưởi đánh tay thì có đó. Hai người họ có phải mua cùng một quán mì đánh tay không? Nè, cùng là một tô mì mà nó cũng nói như vậy được sao? Chú thật sự hơi quá đáng một chút đó. Tuy nhiên bạn thích mà. Nghe nói vậy, thật ra chủ quán đánh vào sức khỏe, hay là chúng ta thử canh của họ đi ha. Ngon lắm, thanh đạm lắm. Nhạt tới như vậy không bằng nước tiểu đi cô. Tôi không gọi mì này là rác rưởi là có lỗi với mọi người đó. Mọi người cùng nói nào. Rác rưởi.
Lượng truy cảm của hung thủ nhân nhiều hơn David nhiều lắm đó. Hai người đều giới thiệu bị đánh tay, nhưng mà đội của David thì hơi bị nhạt nhẽo đó. Mấy người không phải câm thì giả dạng chuyên gia ngoài đường cả đống, anh Nhân thì khác, câu nào cũng là câu vàng, câu nào cũng là nóng bỏng hết. Theo tôi là phải xem đoạn phim của anh Nhân mới đúng. Mọi người quá khen rồi, phong cách của tôi là vậy mà, hết cách rồi, cư dân mạng thích tôi quá. Đúng vậy. Anh Nhân định lần sau tới nhà hàng nào phá tiếp vậy? Tôi thật sự chưa nghĩ ra, anh có gợi ý gì không? Thật ra đi đâu không quan trọng, quan trọng nhất là anh Nhân chửi người như thế nào. Rác rưởi. Nếu vậy chọn ngày không bằng đủ ngày, lấy chỗ này luôn đi. Quay phim giùm cho anh nha. Quay nhìn tôi đi. Xin chào mọi người, lại là tôi Hùng Thủ Nhân đây. Hoan nghênh tới với chương trình thực phẩm của tôi. Hôm nay tôi tới ngay quán cà phê mối tình đầu của Tiếp Long để ăn trưa nha. Ăn thử món nổi tiếng cơm sườn dài ở đây cái đã. Ê, trời ơi, còn cứng hơn cái cổ của mọi người nữa nè, cắt hoài không đứt. Cha nhìn nè, cứng như đá vậy, đúng là rác rưởi. Này ca nhân ơi, cậu xin anh tha cho quán mối tình đầu của tôi đi. Hay là bây giờ vậy, bữa ăn trà chiều của anh tính phần của tôi đi có được không vậy? À nè, đây chính là ông chủ đó, chú dài. Bây giờ ông ta cho tôi chút lợi ích bắt tôi nói dối đó. Nhưng hùng thủ nhân tôi nổi tiếng là nói ra sự thật mà. Cơm sườn heo dài này vốn chỉ là rác rưởi. Vậy mà anh ăn thường xuyên. Tôi tưởng là tôi muốn ăn lắm hả? Cà phê mối tình đầu có thể tồn tại tới hiện giờ cũng do vị trí của nó thôi đó. Chú này nha. Gì đây? Chú để David biết được chú chửi như vậy, coi chừng giận chú luôn đó. Baby không có ở đây sao? Nhà hàng kế bên khai trương mời cô ta đi ăn thử rồi. Hả? Baby đi ăn thử mà không kêu mình? Tôi chắc chắn là cô ta sợ anh trỗi hơn cô ta nên không kêu anh. Không đâu, Baby không nhỏ nhen vậy đâu. Chắc chắn là có nguyên nhân rồi. Xin chào, lại là cậu Bách Phi, tôi đây giới thiệu món ăn ngon nè. Nhìn những món ăn trên bàn có phải là ngon lắm hay không? Nè, trước tiên là... Nhưng, sao em lại giấu anh đi ăn món ngon vậy? Sao lại ở đây vậy? Em đương nhiên không muốn anh ở đây rồi. Em vốn hy vọng anh sẽ biến mất khỏi tất cả các nhà hàng. Em rất muốn anh biến mất khỏi ngành ăn uống này, có phải vậy không? Tại sao anh nghĩ như vậy chứ? Vậy chứ tại sao em lại không gọi anh đi chung với em chứ? Vậy lần trước chúng ta cùng nhau quay mì đánh tay, giọng nói của anh vô hết micro rồi nên em không có kêu anh qua đây thôi. Nè, lúc đầu người ta nói em ganh tị với anh, sợ anh trội hơn em, anh cũng không tin đâu. Em mà ganh tị anh hả? Ừ. Em còn nói anh nghe là không muốn anh bị tổn thương thôi. Em sợ anh bị tổn thương hả? Đúng vậy. Em sợ bản thân mình bị tổn thương thì có đó. Anh đột nhiên ngành ăn uống nổi lên, lượng người bấm thích nhiều hơn em, bình luận nhiều hơn em, nên em mới không dẫn anh tới đây, có đúng vậy không? Anh đừng có ngây thơ như vậy mà. Là chủ quán không muốn anh tới đây. Anh hay chà đạp người khác thích chơi trội. Thật sự không có ai coi lời bình của anh một cách nghiêm túc hết đó. Không ai xem anh là nhà ăn uống chính thức cả. Em phải ganh tị với anh hả? Em nói cái gì chứ? Em không phải là muốn cho anh giận. Em không có cố ý như vậy. Em chỉ là... Được rồi. Những lời không cố ý mới là lời nói thật. Những nhà hàng ăn uống như vậy chỉ muốn gạt like của người ta thôi, không dám đắc tội với người hâm mộ. Hùng thủ nhân tôi mới là người không làm như vậy. Không phải. Nè... Mà gì tự nhiên? Ông chú làm vậy là có ý nghĩa gì? Bộ trong mũi của ông có gì hả? Xích lại gần. À, ông chú yên tâm đi. Con đâu phải là lần đầu tiên quay giùm cho ông đâu chứ. Cứ giao cho con đi. Nhưng mà ông à, ông có thấy hai người đàn ông tới một nhà hàng có không khí lãng mạn như vậy mà còn kêu thêm phần ăn tình nhân nữa, cả nguyên câu chuyện thật sự rất là sai trái. Vậy thì sao? Chúng ta tới làm việc mà, để người ta làm gì? Mở máy đi. Dạ được, đang giúp ông đó. Được rồi. Xin chào mọi người, hoan nghênh tới với chương trình ẩm thực của hùng thủ nhân tôi. Châm ngôn của tôi là gì? Rác rưởi không nên bỏ vào trong miệng. Hôm nay chúng tôi tới đây là để ăn thử phần ăn tình nhân hamburger này, gọi là làm baby hết hồn. Ăn thử cái đã. Hãy cùng nói với tôi: rác rưởi. Dừng lại. Tốt lắm đó. Có nổi không? Nói thiệt nha ông chú, thật ra con cảm thấy đồ ăn ở đây không có quá rác rưởi lắm đâu. Thật ra cũng rất ngon mà. Ông biết, nhưng mà chỉ khen nó ngon thôi thì đâu có tác dụng gì chứ. Người hâm mộ chỉ thích ông nói nóng bỏng thôi mà. Nếu như ông không nói đủ 10 câu rác rưởi á thì họ không bấm like cho ông. Hả? Vậy cũng đúng. Nói đủ 10 lần chưa? Hình như chỉ có 8 lần thôi. Được, quay lại đi. Ông chú, nhưng mà con chưa có ăn mà.
Sao hôm nay phong phú quá vậy anh? Biết em hôm nay không cần phải đi ăn thử, ở nhà ăn cơm mà. À, kể từ khi chú nổi tiếng, tối nào cũng ra ngoài ăn đồ ngon không mà. Chú nói cho mọi người nghe, chú ăn bao nhiêu đồ ngon cũng không bằng món mà anh hai nấu đâu. Nói hay như vậy, lát nữa anh để lại một miếng Tịnh Can tiểu thư bự một chút cho em nghe. Được đó anh hai, cảm ơn anh. Ê, hả? Bé Tư, Bonnie lên đây hả? Sao thêm bộ chén đũa vậy? Tới rồi. Chị David, Tâm Như, chú Căng. Anh biết á, dạo này hai người ít gặp nhau. Hôm nay lạ, trùng hợp em ở nhà ăn cơm, cho nên kêu luôn David lên. Nè, ngồi xuống ăn đi. Đúng vậy, hai người lâu rồi cũng không gặp. Ngồi xuống đây từ từ nói chuyện đi, tôi đi múc cơm đây. Ê trời ơi, phải đi xào cải nữa. Ba, để con giúp ba cho. Được rồi. Xin chào. Thật ra bữa đó anh nói chuyện cũng có hơi quá đáng một chút, chọc giận em. Thật ra đó, em cũng có một chút sai, không nói rõ ràng với anh. Hay là sau này chúng ta có cái gì thì nói cái đó, thành thật với nhau đi có được không? Có cái gì nói cái đó, thành thật với nhau, được. Chị David. Thành An. Ông chú. Có lá thư của ông nè. Được. Tất cả đều là của ông ngoại hết. Ê, có một nhà hàng gửi thư mời cho anh nè, đi ăn thử đó. Baby à, em coi em có rảnh không, đi chung với anh đi. Nhà hàng này ở khu công nghiệp, em chưa có nghe qua. Bây giờ có nhiều quán cà phê ở trên lầu cũng ở trong khu công nghiệp. Mùi này hình như kỳ lạ lắm á. Mùi gì chứ? Có phải ngửi được mùi rau của anh Sảo không? Không phải, thật sự kỳ thiệt mà. Baby à, em nghĩ anh nên kiểm tra kỹ lai lịch của nhà hàng này là tốt hơn. Tại sao vậy? Anh cũng biết anh phong cách gì rồi. Không phải ông chủ nhà hàng nào cũng chấp nhận được hết đâu. Mà nhà hàng này á, là chủ động mời anh. Anh không cảm thấy có chút khả nghi nào sao? Quả thật là kỳ lạ rồi. Rõ ràng biết kiếm chú tới là để phá phách nhà hàng của mình mà. Không muốn làm ăn sao? Ý của mọi người là sao? Có phải mấy người không công nhận là có người xem trọng nhà ăn mới này cho nên mới mời tôi đi ăn thử sao? Baby à, anh đừng có làm căng lên như vậy chứ. Thì em chẳng qua là đố kỵ anh, bây giờ nổi tiếng hơn em thôi. Trời ơi em à, ý David không phải là như vậy đâu. Chị David nói cũng đúng lắm đó, ông chú ơi. David chỉ kêu chú kiểm tra kỹ thôi mà. Thì đó. Chị David chỉ là quan tâm thôi, chú đừng có nhạy cảm như vậy đúng chứ. Đúng rồi. David à, em không cần phải nói nữa. Anh đi là cái chắc rồi. Anh giáp không gọi bằng baby. Chú Căng, xin lỗi nha. David không ăn nữa. David à. David. Ăn cơm đi anh hai. Nhà bếp tiểu năng. Ê, là đây hả? Xin chào, có người không? Tôi là Hùng Thủ Nhân đây. Sao giống như đã dẹp tiệm rồi vậy? Là anh hả? Cá canh cây. Sao anh lại trói tôi chứ? Tôi theo dõi anh lâu rồi, chính là muốn kiếm anh trả thù. Anh mau thả tôi ra đi. Nếu không tôi báo cảnh sát là danh tiếng của anh sẽ tiêu tàn hết đó. Cái ngày tôi bị anh nói xấu thì danh tiếng đã tiêu tàn hết rồi. Ngay cả nhà hàng tôi cũng mất luôn. Tôi còn sợ danh tiếng tiêu tàn hay sao? Tôi chỉ nói là sự thật thôi mà. Anh vốn dĩ là không có biết nấu món trùng đó. Tôi không biết nấu, không lẽ anh biết nấu? Tôi tốt nghiệp ở học viện đầu bếp, làm đầu bếp đã 10 năm. Chính vì bị mấy người không hiểu biết như anh chê tới nỗi không đáng một xu. Anh có biết anh nói bậy như vậy sẽ hại chết người ta hay không? Anh thật sự sử dụng bột cây phân tử gì đó thật sự không được mà. Sao anh không dùng hoa tiêu nấu cho đàng hoàng một chút đi chứ? Đúng rồi, anh thích hoa tiêu mà. Tôi có hoa tiêu cho anh nè, anh đợi chút nghe. Nè, cái gì vậy? Thơm lắm đó, làm xong sẵn rồi. Anh muốn làm gì đây đại ca? Món cá canh cây hoa tiêu mà anh thích, tôi cố tình cải thiện vì anh đó. Nè, ăn đi. Anh muốn cái gì đây? Thích cá canh cây như vậy mà. Ăn đi. Đừng mà. Ăn đi. Cứu tôi với. Đừng làm vậy nha. Đi vô ăn đi. Ông chú, nói cho anh biết tôi ở cảnh sát rồi. Mấy người hay lắm. Bé đi sao đâu? Ông chú, sao không vậy? Cái thằng đó ác thiệt chứ. Anh về nhà lâu tới vậy rồi, đã đi hết 8 lần toilet còn chưa xong.
Chú đó phải cảm ơn David mới đúng. Ừ. Nếu không nhờ cô ấy, chú phải chỉ đi 8 lần như vậy. Từ từ thôi. Cũng là David nó thông minh đó. Đúng rồi baby. Ừ? Sao em biết mà tới cứu anh vậy? Thật ra đêm đó em đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Đi thôi. Chú của cô đâu rồi? David. Chú đi tới nhà hàng chung cư đó ăn thử đúng rồi. Lá thư còn ở đây nữa. Đi xem cái đó. Để đây coi. Trời ơi, mùi này thật sự quen thiệt nha. Quen hả? Tôi biết rồi. Cá canh cây đó. Chú đó, hại nhà hàng người ta làm ăn không được phải chuyển nhượng cho người khác. Nhà hàng trên lầu cũng dẹp tiệm luôn. Thì đó, hàng chi người ta kiếm em trả thù. Thật ra em cũng đâu có cố ý hại anh ta dẹp tiệm đâu. Baby ơi, nhiều người cho rằng ở trên mạng nói mấy câu là không có gì, nhưng mà không hề nghĩ tới đằng sau những lời nói đó có ảnh hưởng rất là lớn đó. Thì đó, người ta cứ nghĩ mình không nổi tiếng, không dùng tên thật thì không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Đâu phải như vậy. Huống chi chú đây không phải là không có ai biết. Lúc nãy chú ngồi ở trong bồn cầu suy nghĩ cũng lâu lắm rồi. Thật ra làm nhà ăn uống không có đơn giản là vẻ bề ngoài như chú nghĩ đâu. Câu chuyện này là cho em bài học, để coi sau này em còn dám nói bậy nữa hay không đây. Được rồi, nếu như mọi người muốn tôi lần sau ăn gì cứ để lại lời bình cho tôi nha. Tôi Cao Bích Phi thử ăn cho bạn coi. Bye bye. Dừng, tốt lắm. Hey, sao đi baby, có được hay không? Em làm gì cũng được mà. Phi Phi, cảm ơn cô nha. Bà ơi, bà cảm ơn tôi chuyện gì? Bình thường á, có mình tôi cô đơn ăn cơm hà. Cũng may á, thấy được những đoạn phim của cô. Khi tôi ăn rồi á, thì giống như có một người đang nói chuyện với tôi vậy đó. Bà ơi, bà đừng nói vậy mà. Tôi phải cảm ơn bà mới đúng. Cảm ơn bà ủng hộ tôi. Được rồi, không làm phiền cô nữa. Trông đợi đoạn phim tiếp theo của cô ha. Dạ được, bye bye. Bye bye, bye bye. Bà cho tôi một cái like nha. Bà cho em một cái like kìa. Không được lãng phí thức ăn. Sao lại nhìn em như vậy? Baby à, có thể mang là hạnh phúc và niềm vui cho người khác mới là ý nghĩa chân chính quay phim làm nhà ăn uống của em. Anh rất tự hào về em. Vậy còn không mau cho em cái like đi.